Boruto đang càng ngày càng nóng lên sau từng khung truyện, điều mà tất cả chúng ta đều mong chờ kể từ khi time skip chính thức kết thúc. Mặc dù hiện tại có quá nhiều vấn đề đáng để bàn tới, cơ mà thứ khiến nhiều anh em thắc mắc nhất lại không thấy tác giả đề cập đến. Đúng vậy, rốt cuộc trong 3 năm bỏ trống kia, Boruto và Babasuke đã xảy ra chuyện gì? Để tìm được đáp án cho câu hỏi đó, hôm nay xin mời anh em cùng với Ego Tuna đến với giả thuyết cuộc đào thoát vĩ đại của Boruto khỏi các đại thế lực trong suốt 3 năm vừa qua. Kể từ sau cái chết giả của Naruto, Boruto đã phải gánh chịu mọi tội lỗi và bị tất cả mọi người trong làng xua đuổi. Xét về hoàn cảnh khi đó, có lẽ báo thủ cũng chẳng khá hơn Itachi năm xưa là bao, bị vu oan vì đã giết hại anh hùng có công lớn nhất trong Thế chiến thứ tư. Từ đó gián tiếp phá hủy đi cán cân quyền lực của ngũ đại cường quốc. Boruto bị chính quê hương của mình đẩy đến đường cùng, buộc phải bỏ làng đi bụi. Sarada đã cầu xin cha của mình đi theo người bạn thân để giúp đỡ cho cậu ta. Và thế là hành trình trốn chạy của cặp đôi hoàn cảnh Babasuke và Boruto chính thức ra đời. Mặc dù đã quay trở lại với hai chấp chuyện cực kỳ bùng nổ, tuy nhiên, những gì xảy ra trong 3 năm bỏ trống kia vẫn còn đang chìm trong bóng tối. Không có một trang hồi tưởng, Boruto cũng chẳng nhắc lại về khoảng thời gian khó khăn đó một lần nào. Sự mất tích bí ẩn của Babasuke cùng với khuôn mặt lạnh lùng có phần tàn nhẫn của Boruto càng khiến cho sự tò mò của độc giả lên tới đỉnh điểm. Quay trở lại với cái ngày mà Babasuke rời khỏi làng cùng với đệ tử, chắc hẳn anh già cũng hiểu rằng hành động này chính là tiếp tay cho phản đồ của làng lá, không khác nào đồng phạm của Boruto. Mặc dù từng là Hokage bóng tối, cơ mà với quá khứ bất hảo trước đây của mình, giết thầy phản bạn thì khả năng cao không ai dám đứng ra để đảm bảo rằng Babasuke là hoàn toàn trong sạch. Cả hai chắc chắn sẽ là những cái tên được săn đón nhất trên sổ bingo book đối với các thợ săn tiền thưởng. Ngoại trừ Konoha có ý định bắt hai thầy trò thì khả năng cao các làng đồng minh cũng ban lệnh truy lùng gắt cao tương tự. Như vậy, Boruto và sư phụ sẽ trở thành mục tiêu bị săn đuổi bởi cả ngũ đại cường quốc. Đối với các làng thù địch, đây là cơ hội tốt vì chỉ cần loại trừ được Sasuke và tóm được Boruto, Konoha sẽ đánh mất vị thế vốn có trên bàn đàm phán. Hơn thế nữa, nếu như có động thái chống trả đến từ vị trí của hai thánh chột, thì ngay lập tức họ sẽ bị quy vào tội tấn công quân đồng minh. Và đó cũng là lý do để các làng khác sẽ phá hủy hiệp ước hòa bình đối với làng lá, rồi mở ra một cuộc tấn công nhắm vào Konoha. Một người già dặn kinh nghiệm như là Babasuke cũng sẽ đoán được điều này. Như vậy, hai thầy trò bắt buộc chỉ được phép chạy trốn chứ không được phép tấn công vào những người truy đuổi mình. Đã vậy, trong quá trình chạy trốn của mình, Boruto vẫn phải liên tục tập luyện để có thể làm chủ được sức mạnh của bản thân, đánh thức được Yogan và thuần thục được ấn diệt thần. Với cuộc sống này đây mai đó, vừa phải sống và vừa phải mạnh lên để có thể quay về rửa hận, thì lựa chọn thích hợp nhất chính là dịch chuyển đến một chiều không gian mới, nơi không có bất kỳ ai có thể làm phiền cả hai thầy trò, để họ có thể chuyên tâm vào luyện tập. Tuy nhiên, Rinnegan của Babasuke đã bị Borushiki chọc mất, còn mắt Sharingan vĩnh cửu thì lại không thể nào giúp được cả hai có thể du hành đến chiều không gian khác. Vậy nên, bắt buộc Boruto phải sớm thuần thục được khả năng mở cổng dịch chuyển nhờ vào ấn Kama của Momoshiki. Thì may ra, cả hai thầy trò mới có một khoảng thời gian trốn chạy yên ổn được. Trước đây, báo thủ Boruto cùng với Kawaki đã từng cùng nhau mở cổng dịch chuyển một lần. Bây giờ khi chỉ còn một mình, nên Boruto cần phải tự học được khả năng này càng sớm càng tốt. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, có thể Sasuke sẽ chạy đến để nhờ sự giúp đỡ từ đội ngũ cũ của mình là Taka và tìm Orochimaru. Ngày rắn hiện giờ đã có quá nhiều công nghệ trong tay, không hề thua kém Amado. Thậm chí, Sasuke còn có thể nhờ vả được Kakabuto cùng với đội quân Shinbukchi của mình. Nhờ có những người này, Boruto ít nhiều sẽ học được thuật triệu hồi. Trước đây, cậu đã từng đến Long Địa Động một lần, nên khả năng cao Boruto được ký khế ước với rắn trong hang Ryuchi là vô cùng cao. Bên cạnh đó, Boruto có thể học thêm được từ Sasuke tuyệt kỹ Kirin. Bởi nếu như cậu có thể tạo ra Kirin từ tia sét tự nhiên, thì ấn diệt thần Kama của Kot và Kawaki sẽ không thể nào hấp thụ được nó. Một năm sau ngày bỏ trốn, Boruto và Babasuke được Kot viếng thăm. Lần này, hắn ta đã thức tỉnh và dẫn theo cả đám thập vĩ mini đến kiếm chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên hai thầy trò được chạm mặt với đám quái vật này. Babasuke từng có một thời gian dài tìm hiểu về các tàn tích của tộc Otsutsuki để đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ Kaguya thứ hai nào đến được trái đất. Có thể trong khoảng thời gian đó, anh già đã tìm hiểu được một vài bí mật liên quan đến hạt giống của thần thụ, đó chính là thập vĩ. Và trước cuộc chiến này, Babasuke cũng đã tiết lộ những thứ mà mình tìm hiểu được cho đệ tử Boruto của mình. Đó cũng là lý do vì sao mà Boruto biết được một vài bí mật liên quan đến vĩ thú vương, mặc dù cậu ta chưa từng chạm trán với nó lần nào. Theo lời của Kot kể lại, Boruto là người đã bỏ chạy khỏi hắn ta trước đây, khiến cho hắn phải mất tới 2 năm để có thể tìm ra cậu. Điều này gián tiếp khẳng định rằng người bỏ chạy chỉ có một mình Boruto, còn Babasuke đã quyết định ở lại để cản đường Kot, mở đường máu cho Boruto trốn thoát. Mặc dù anh già rất mạnh, tuy nhiên đối đầu với một kẻ sở hữu ấn Kama trắng, được đánh giá là sở hữu sức mạnh tương tự như một Isshiki nguyên bản, khả năng cao Babasuke cũng lành ít dữ nhiều.
Nhưng theo tớ, anh già đã không bỏ mạng tại đây mà chỉ bị God đánh cho tàn phế. Bởi nếu như tự tay giết chết sư phụ của Boruto, thì khi đe dọa Sarada và bốc phét với Boruto, hắn đã phải đả động đến. Chỉ cần nhắc lại cái chết của người thầy quan trọng thì ít nhiều gì tâm lý của đối thủ cũng sẽ bị dao động. Đằng này, hắn ta lại không có bất cứ lời nào nói về Sasuke. Như vậy có nghĩa rằng anh già đã chạy thoát thành công. Khả năng cao là tên này đã chủ quan và để Babasuke lại cho đám đệ tử thập vĩ mini giải quyết. Còn bản thân của God sẽ đi tìm Boruto để trả thù. Khi kẻ mạnh nhất rời đi thì cơ hội sống sót của Babasuke chắc chắn cũng tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, Death Flag trên đầu của anh già vẫn còn nguyên. Mà vì sao nó vẫn còn thì anh em hãy tiếp tục nghe tiếp video nha. Cuộc viếng thăm đầy bất ngờ của God đã khiến cho hai thầy trò bị tách nhau ra. Trong khoảng thời gian này, thời không thuật có thể sẽ được thức tỉnh giúp cho Boruto đi sang một chiều không gian khác. Chỉ có cách này thì Boruto mới có thể trốn thoát được tới 2 năm, cũng như có thể biết nhiều hơn về thần thuật và con mắt Yogan đặc biệt của mình. Nó còn là chìa khóa giúp cho Boruto mở ra những năng lực mạnh mẽ hơn về sau. Rất có thể trong lúc này, Boruto sẽ gặp được người thầy tiếp theo, người sẽ giúp cậu cải tiến Rasengan và học được tiên nhân thuật. Đó chính là Kashin Koji. Bên phía Babasuke, anh già tuy đã trốn thoát nhưng đến 90% là bị thương tương đối nặng. Có thể là nhờ thuật chịu hồi ngược về Long Địa Động như cái cách mà Kashin Koji từng dùng để trốn thoát khỏi Ishiki. Tiếc rằng khoảng thời gian này, Babasuke sẽ không được gặp lại thằng đệ tử ruột của mình. Như Sarada đã từng nói, thần thuật dần dần sẽ khiến cho con người ta mất dần đi ký ức lúc trước, mà chỉ còn tồn tại một dòng thời gian hiện tại duy nhất. Minh chứng là Shikamaru từng thắc mắc về thân phận của Kawaki, cũng như là vị trí của Momoshiki. Nhưng rồi mọi nghi ngờ của Shikamaru đều biến mất. Không chỉ có những người thân quen, mà hầu như tất cả những người trong làng đều tương tự như vậy. Nhưng thần thuật không phải chỉ có tác dụng trên Konoha, mà là trên phạm vi toàn thế giới. Điều này có nghĩa rằng cho dù trốn đến đâu, thì năng lực ảo ma đó vẫn sẽ có tác dụng. Quay trở lại với Babasuke, tuy anh già từng rất sáng suốt khi lập tức nhận ra những điều khác lạ nằm ở trên người thằng đệ tử, tại sao nó lại có băng chán của mình? Đã vậy, ấn diệt thần trên người của Boruto lại chính là Momoshiki. Nhưng nếu tách khỏi thằng đệ tới 2 năm thì sao? Không một ai dám đảm bảo rằng trí nhớ của Babasuke vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Nói đến đây thì anh em đã đoán ra được, ký ức của anh già sẽ bị thần thuật toàn năng bào mòn. Và không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày Sasuke giống hệt như với Shikamaru. Coi Boruto là kẻ thù của Konoha, cần phải tiêu diệt. Ngay từ những ngày đầu tiên rời làng, Sasuke vốn không có một chút niềm tin nào vào Boruto. Thứ anh tin tưởng chính là người con gái của mình. Sự đau khổ mà Sarada cảm nhận đã được hóa thành sức mạnh khiến cho Sharingan biến đổi thành Mangekyo, và nó mới chính là lý do để anh lên đường bảo vệ Boruto. Bây giờ khi không còn ai bên cạnh, Sasuke sẽ một lần nữa đánh mất chính mình và quên đi lời hứa với người con gái. Và một người từng sử dụng thời không thuật lại có hơn một năm ở bên cạnh Boruto, Sasuke rõ ràng sẽ đoán ra được nơi thằng đệ tử mình sẽ đến, hoặc những nơi có thể tìm thấy được cậu ta. Hai thầy trò lại gặp nhau một lần nữa, khi ấy ký ức về Boruto sẽ không còn nguyên vẹn, cuộc chiến giữa hai thầy trò chắc chắn sẽ xảy ra. Và để có thể bước tiếp, có thể chính Boruto là người đã xuống tay hạ sát người thầy của mình. Sau cuộc chiến, Boruto đem theo thần kiếm Kusanagi của Sasuke và băng đeo chán của anh để tiếp tục cuộc hành trình. Đó cũng là một cách để tưởng nhớ đến Babasuke. Có nó, giống như có người thầy ở bên cạnh, cho cậu thêm ý chí, sức mạnh để có thể tiếp tục cuộc hành trình trở về Konoha, cứu lấy tất cả mọi người và cả thế giới. Sau đó, Kashin Koji cũng có thể sẽ tiết lộ thêm cho cậu bí mật về thập vĩ cùng với tổ chức Kara, do ông ta cũng từng là thành viên đầu não của tổ chức này. Đây cũng là một trong những cách để giải thích cho lý do vì sao Boruto lại không dám nhìn mặt Sarada khi cậu trở về Konoha. Và cũng là để lý giải cho câu nói hãy sống sót khi để cho Sarada rời đi đối đầu với đám chảo cấu. Dạo gần đây, tớ thấy trên cộng đồng đang bàn tán vô cùng sôi nổi về một vấn đề, và theo tớ thì nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với cốt truyện của Boruto sau này. Đó chính là việc Babasuke hiện giờ đang ở nơi đâu, còn sống hay đã chết. Trường hợp đầu tiên và cũng là trường hợp có khả năng xảy ra nhất, chủ kênh vô cùng thương tiếc báo tin đó là Babasuke đã ra đi chân lệnh toát trong khoảng thời gian time skip vừa qua. Có lẽ đối với nhiều người, đây là một tin sét đánh vì Sasuke không chỉ là thần tượng một thời mà còn là cả thanh xuân. Ở Anh, có đủ mọi tố chất để làm nên một idol giới trẻ như là ngông cuồng, hiếu chiến, thông minh và mạnh mẽ. Sự ra đi của Sasuke cũng là mất mát lớn và gần như là dấu chấm hết hoàn toàn cho gia tộc thần thánh Uchiha ha ha. Cơ mà việc anh già đăng xuất gần như là điều hiển nhiên đã được dự đoán từ trước, vì trên đầu của anh có cả một đống Death Flag đã cắm chi chít. Trước đây không lâu, tầm khoảng 7 năm, khi chương đầu tiên của Boruto chính thức được phát hành, báo thủ nhà Uzumaki và Kawaki đã có một màn khô máu cực cháy. Trong cuộc chiến, Kawaki liên tục gáy bẩn và khẳng định rằng thời đại của Shinobi cuối cùng đã kết thúc. Đi kèm với câu tuyên bố đó là hình ảnh toàn bộ Konoha đã bị phá hủy hoàn toàn, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Đáng chú ý rằng sự kiện đó hiện giờ vẫn chưa diễn ra. Na ngáo khả năng cao lúc đó vẫn còn đang bị xích trong không gian thì không cần phải nói. Vậy còn Sasuke thì sao? Ngôi làng mà Itachi hy sinh mọi thứ để bảo vệ,
Chính anh già là người kế thừa hỏa chí đó rồi cùng với Naruto đứng lên gồng gánh Konoha, vượt qua biết bao nhiêu kiếp nạn. Chẳng lẽ Babasuke lại sẵn sàng dương mắt đứng nhìn quê hương của mình bảo vệ bao nhiêu năm bị hủy diệt hay sao? Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cho Sasuke không còn đứng ra để chiến đấu được nữa. Và điều này chính là khởi đầu cho mọi chuyện. Một cái chết đã được tuyên đoán trước của Babasuke. Thành thật mà nói, tôi không mong rằng tác giả sẽ giết chết anh già, trừ khi ông muốn đánh cược với rủi ro. Từ trước đến nay, Boruto vốn là một trong những bộ truyện luôn gây ra rất nhiều tranh cãi. Và chúng ta đã thấy được điều gì đã xảy ra với cái chết của Kurama trong cộng đồng rồi đó. Nếu tiếp tục tuyển Babasuke đi theo cách đó, chắc chắn đó sẽ là một bước đi sai lầm, khiến cho mọi người ném bộ truyện Boruto vào thùng rác. Tuy nhiên, nếu như tác giả xử lý êm đẹp vụ này, biến cái chết của Sasuke đem lại nhiều ý nghĩa giống như Jiraiya hay là Itachi, thì đây chính là bước ngoặt để đưa bộ truyện Boruto lên với tầm cao mới. Nói có sách bách có chứng, những dấu hiệu cho thấy cái chết của Sasuke là cực kỳ nhiều, từ việc trao lại toàn bộ những vật bất ly thân như là kiếm, băng chán, áo choàng và găng tay cho Boruto, cho đến việc anh không trở về làng mặc cho con gái của mình đang bị Code uy hiếp. Boruto không nhắc gì đến sư phụ, người đã tự đặt bản thân vào nguy hiểm, chấp nhận bị cả ngũ quốc truy nã chỉ để huấn luyện cho một thằng nhóc mà chính Sasuke còn không có niềm tin. Hơn hết, chính Code còn nói rằng cách đây 2 năm, hắn đã dẫn chảo cấu đến tìm Boruto và Sasuke. Hai bên đã có một cuộc chiến, tuy không rõ quy mô của nó lớn như thế nào, nhưng có vẻ như Code đã bị chém bay màu một bên mắt ngay tại đây. Tuy nhiên, khi trở lại 2 năm sau đó, Code chẳng nhắc gì đến Babasuke mà chỉ chăm chăm nhắm đến Boruto. Rõ ràng, Sasuke là một trong những người trực tiếp nhúng tay vào cái chết của Isshiki, tức là Code cũng đang rất hận anh ta. Bây giờ, hắn lại gạt phát anh sang một bên, như vậy thì có ý nghĩa gì? Anh đã không còn là mối bận tâm với hắn ta nữa rồi. Hay nói đúng hơn, Sasuke đã chết. Nhiều người cho rằng Sasuke là một tượng đài của thế hệ cũ, không thể nói chết là chết được. Tuy nhiên, điều đầu tiên và cần phải nhắc đến rằng bộ truyện bây giờ đã đổi tên, và đây không còn là thế giới dành cho Naruto và Sasuke nữa. Anh em thực sự nên học cách chấp nhận rủi ro rằng những huyền thoại đời trước rồi cũng sẽ trở thành dĩ vãng mà thôi. Đến cáo chín đuôi còn bay màu thì rõ ràng hiện giờ không ai từ thế hệ cũ là ở trong vùng an toàn cả. Vấn đề tiếp theo mà chúng ta cần bàn tới rằng nếu thực sự Sasuke đã hẹo thì cái chết của anh có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Boruto? Có lẽ như tác giả đã rất đắn đo trong việc lựa chọn giữa Naruto và Sasuke ai mới là người hy sinh. Tuy nhiên, nàng áo lại là trường hợp đặc biệt. Kishimoto không thể giết chết nàng áo vì như vậy sẽ chẳng khác nào ấn nút tự hủy cho Boruto. Vậy nên, để hạn chế tầm ảnh hưởng của đệ thất, tác giả đã lựa chọn một nước cờ thông minh hơn là nhốt anh lại vào vô hạn thời gian. Naruto đã diễn tròn vai Hokage bảo vệ làng, đã mất hết sức mạnh, giờ chỉ còn là cầu nối của Kawaki và Boruto. Sasuke cũng hoàn toàn tương tự, sức mạnh đã mất, giờ đây anh già chỉ còn một vai diễn duy nhất là giống với Jiraiya, đó là trở thành bệ phóng để dẫn dắt thằng học trò của mình đến với kỷ nguyên mới. Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, việc cắt vai hết hợp đồng đều chẳng có gì xa lạ cả. Naruto cũng từng chứng kiến rất nhiều người ôm lý tưởng lớn lao phải ngã xuống, từ Haku cho đến thầy ba, Jiraiya hay là Nagato, Neji. Phải có như vậy thì anh bảy mới trưởng thành như hiện nay. Boruto hiện giờ vẫn còn đang rất ngây thơ khi chưa phải chịu bất kỳ mất mát nào quá lớn. Vậy nên, cần phải có ai đó hy sinh để cu cậu hiểu được giá trị của hòa bình, người thân và đồng đội. Khi đó, Boruto mới thực sự trưởng thành và Sasuke chính là người được chọn như Jiraiya năm nào. Bằng cách này, Kishimoto sẽ thành công trong việc ngăn cách giữa hai thế hệ, không để những tượng đài của đời trước tiếp tục chiếm lấy hào quang của thế hệ trẻ. Bây giờ chính là lúc mà Boruto phải tự mình quyết định mọi chuyện, vì không còn có chuyện nếu như Boruto không làm được thì vẫn còn cha và sư phụ chống lưng cho nữa. Nói về vấn đề này, có khá nhiều hướng để phát triển câu chuyện. Nếu như tác giả thích drama thì có thể để chính Boruto là người kết liễu Babasuke. Mọi chuyện xảy ra khi tập luyện, Momoshiki cố gắng chiếm quyền kiểm soát cơ thể của Boruto và đánh bại anh già Sasuke. Ngay cả Jiraiya cũng từng phải suýt chết khi huấn luyện cho Naruto, thì điều này không phải là không có căn cứ. Hoặc nghĩ theo một hướng khác, ta có thể biết rằng thần thuật toàn năng của Eda có thể dần đồng hóa toàn bộ ký ức của mọi người và xóa đi tất cả những nghi ngờ về hiện tại. Vậy nên, nếu như Sasuke cũng giống như vậy thì sao? Anh già sẽ không còn thắc mắc bất cứ điều gì mà chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Boruto chính là kẻ đã giết bạn mình và cố gắng phá hoại Konoha. Cả hai thầy trò đã xảy ra một cuộc chiến lớn, kết quả là Boruto đã tự tay kết liễu người thầy của mình về Tây Phương Cực Lạc. Cơ mà nếu như đi theo hướng này thì câu chuyện lại sặc mùi đá và quá đen tối. Theo tớ, tác giả nên chọn cách để cho Code tấn công một cách bất ngờ và hạ sát Sasuke trong khi Boruto đang vắng mặt. Cũng bởi Sasuke biết quá nhiều về nơi ẩn náu của Kara, nên việc loại bỏ một chướng ngại vật như anh là điều cần thiết. Đến khi Boruto quay trở về và chứng kiến cái chết của sư phụ mình, đó sẽ là một bước ngoặt lớn. Điều này khiến cho tính cách của Boruto thay đổi từ tích cực hướng ngoại sang lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Cái chết của Sasuke còn mang rất nhiều ý nghĩa hơn thế, vì đó chính là bước phát triển sức mạnh mới dành riêng cho Sarada. Cô bé sẽ có được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu cho chính mình. Tuy nhiên, vẫn có một số anh em tin rằng Hokage bóng tối sẽ không chết, cùng lắm thì trở thành phế vật mà thôi.
Cũng giống như Naruto, Sasuke chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ ngôi làng và nền hòa bình mà mình và thằng bạn thân đã chiến đấu rất vất vả để tạo ra. Và khi lý tưởng đó vẫn còn chưa hoàn thành, anh sẽ không thể nào chết được. Trong quá khứ, Sasuke từng trải qua rất nhiều trận tử chiến và đều sống sót một cách ngoạn mục. Như với Deidara, anh già đã nhanh trí sử dụng khả năng chịu hồi ngược để trốn thoát. Ngay cả Madara hay là Killer Bee cũng không thể nào tiễn được Sasuke. Có thể hiện giờ, anh già đã bị Code gửi đến một chiều không gian khác và bị bỏ mặc tại đây, cũng giống như Kawaki đã làm với Naruto. Code không nhắc tới Sasuke, có thể là do cả hai đã không còn một mối liên hệ nào đặc biệt. Bản thân Sasuke là một đứa trẻ bất hạnh, anh có một quá khứ rất là đau buồn và phải chờ đến khi có một gia đình nhỏ của mình thì anh mới dần cảm nhận được hạnh phúc. Vì thế nên anh xứng đáng được hưởng bình yên, chết thì cũng giống với Naruto như hiện nay. Trong trường hợp nếu như vai trò của Sasuke vẫn chưa chấm dứt, tôi hy vọng rằng Sasuke sẽ trở về cùng với ngày rắn Orochimaru hoặc là đội Taka để thực hiện một nhiệm vụ nào đó để nghiên cứu về tác động sức mạnh của Eida, cách đảo ngược nó và thậm chí là tìm hiểu lý do tại sao Sarada lẫn Sumire không bị ảnh hưởng bởi thần thuật. Vì Eida là một người máy sinh học nên nhà khoa học lỗi lạc như là Orochimaru nên tiếp nhận công việc này. Và đặc biệt, chỉ có đội này mới là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ Sasuke mà không cần thắc mắc lý do vì sao. Nếu Sasuke thực sự bị thương trong time skip, người duy nhất có thể chữa lành vết thương cho anh chính là Karin, vì anh già sẽ không thể nào trở về làng để gặp mặt vợ của mình là Sakura. Vết thương đó khả năng cao là đủ lớn để ngăn Sasuke tham gia vào bất kỳ trận chiến nào trong tương lai. Và theo tớ, nó có liên quan trực tiếp đến con mắt còn lại của anh. Có thể trong cuộc chiến khó khăn với Code và bầy thập vĩ, anh già đã buộc phải dùng đến nhãn thuật Izanagi để đưa cả mình và Boruto trốn thoát. Với cái giá phải trả, đó là Sasuke sẽ vĩnh viễn mất đi thị lực trong suốt phần đời còn lại. Lý do anh trao kiếm lại cho Boruto thì còn đơn giản hơn. Đố anh em biết khi nào Babasuke không cần dùng đến vũ khí của chính mình? Đó là khi anh già không thể nào cầm được kiếm, hay nói đúng hơn, cái tay còn lại của anh cũng đã cụt luôn. Tất nhiên, Sasuke vẫn có thể ngậm kiếm trong mồm để chiến đấu, nhưng như thế thì quá cố chấp. Và đó là cách an toàn nhất để ngăn Hokage bóng tối tiếp tục chiến đấu mà không cần thiết anh phải chết. Rõ ràng, trong khi đang hồi phục tại nơi ẩn náu của Orochimaru, Babasuke vẫn tiếp tục huấn luyện cho Boruto. Bởi không có lý do nào mà Boruto vẫn có thể tiến bộ được trong 2 năm sau sự kiện Code viếng thăm mà không có người hướng dẫn được. Và khi Code tấn công ngôi làng, Boruto đã đủ mạnh nên Sasuke tin tưởng và để cho cậu quay trở về làng một mình. Cốt truyện trong tương lai vẫn còn đang cực kỳ hứa hẹn, nhất là trong chap 82 tới đây. Theo tớ nghĩ, Kawaki khả năng cao sẽ mở ra một cuộc đại thanh trừng và đứng đầu danh sách chính là Eida. Cậu ta biết rằng chỉ có Eida mới có khả năng chuyển đổi ghi đè ký ức. Tớ cũng nghĩ rằng cuối cùng Eida và Daemon sẽ phát hiện ra Sarada và Sumire không bị ảnh hưởng bởi sự quyến rũ của cô ta. Nhưng Eida thực sự ổn với điều đó, vì cô ta luôn chỉ muốn những người bạn thực sự cho mình. Cả ba sẽ tìm cách khôi phục lại mọi thứ. Kawaki sau đó buộc phải hạ sát Eida để đảm bảo rằng không một ai có thể biến thực tại trở về như trước. Và đó là khi cả Daemon, Sarada và Sumire sẽ bị cuốn vào cuộc chiến. Khi đó, vai trò của họ mới thực sự được tiết lộ. Chứ bây giờ, mọi thứ vẫn còn đang xoay quanh thế trận của những kẻ sở hữu ấn diệt thần Kama. Điều này khiến cho câu chuyện không có nhiều đất diễn cho những nhân vật còn lại. Nhớ lại khởi đầu của Naruto, một thằng nhóc mồ côi cha mẹ, ăn mì gói, uống sữa thiêu và nghe tiếng chửi rủa bàn tán của dân làng mà lớn lên. Nếu đem so với Boruto thì đó quả là một trời một vực. Hai cha con, hai số phận. Nhưng có khi nào anh em tự hỏi giữa việc ngay từ đầu đã không có gì hay là có tất cả rồi lại mất đi, đâu mới là người đáng thương hơn không? Hôm nay, xin mời anh em cùng với mình thử phân tích tâm lý của Boruto sau time skip khi nhân vật chính quay lưng với cả thế giới. Có thể với nhiều người, Boruto sinh ra đã là châm anh thế phiệt, nhà mặt phố, bố làm to. Và theo như lời nhận xét từ chính Naruto là từ nhỏ tới lớn thì quần áo của Boruto chưa bao giờ phải dính bụi bẩn. Lớn lên trong tình thương của gia đình, có đầy đủ cả bố mẹ và em gái, xung quanh thì có bạn bè và thầy cô yêu quý. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, khi tất cả mọi người đều chỉ nhìn nhận cậu dưới thân phận là con trai của đại thất và cố nịnh nọt Boruto để lấy lòng cậu ta. Chứ chẳng mấy ai công nhận rằng Boruto là một thần đồng cực kỳ tài năng trong thế hệ của mình. Người khác cố một phần để có thể được công nhận thì Boruto phải cố đến 10 phần như vậy. Vì chỉ có cách đó thì cậu mới có thể thoát ra được khỏi cái bóng quá lớn từ người cha của mình. Nếu không làm được điều này, Boruto sẽ không có cửa nào để có thể khẳng định được bản thân. Nhưng ngay khi những nỗ lực không ngừng nghỉ đó dần được mọi người công nhận thì cũng là lúc mà tác giả bắt đầu lấy đi tất cả mọi thứ của cậu ta. Đầu tiên, đang yên đang lành thì Boruto bị một hứa người ngoài hành tinh ký sinh vô người đe dọa cướp xác. Vừa mới dẹp nỗi nguy đó sang một bên thì trong chap 77, cả bố mẹ của cậu ta đều bị đưa đến một chiều không gian khác không rõ sống chết. Chưa kịp đau buồn vì gia đình đổ vỡ thì ngay sau đó một chap đến lượt Kawaki chém một nhát lấy đi con mắt phải của Boruto. Đến chap 79, Eida tiếp tục tước đoạt thân phận của Boruto trong lúc mọi thứ vẫn còn đang rối ren như tơ vò. Vào chap 80, cậu lại tiếp tục bị bạn bè trong làng truy sát. Chỉ trong vòng 4 chap, Boruto đã đánh mất tất cả mọi thứ mà mình đã dày công xây dựng từ đầu đến bây giờ.
bị bỏ rơi bởi chính ngôi làng của mình, cậu buộc phải ra đi và tìm kiếm sức mạnh, sau đó sẽ trở về và lấy lại tất cả mọi thứ của mình. Nhưng mất mát của cậu chưa phải dừng lại ở đó. Tính tới hiện nay, có thể Boruto đã mất luôn cả sư phụ Babasuke của mình. Từ một thằng nhóc lạc quan yêu đời hơn cả fan mẫu, sau khi trải qua vô vàn biến cố, Boruto đã dần thay đổi, không còn năng động hoạt bát như ngày xưa. Thay vào đó, chính là sự lạnh lùng chưa từng thấy ở cậu ta trước đây. Khắc sâu trong tim là những tổn thương do người khác gây ra, gánh trên vai là trách nhiệm giải cứu gia đình và làng. Boruto đã biến sự phẫn nộ, khao khát lấy lại sự trong sạch của bản thân, trở thành động lực để cố gắng mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Trước khi rời khỏi làng, Boruto chưa hiểu được sự tàn khốc của thế giới này, nên vẫn còn rất là lạc quan. Nhưng trong chap 80, lúc còn mất hết tất cả, tuy tay trắng rời làng nhưng mà vẫn tự tin nở nụ cười trên môi. Nhưng sau 3 năm trở về quê hương gặp lại bạn cũ, ngay cả một nụ cười để động viên Sarada, để nói rằng mình vẫn ổn cũng không có. Ánh mắt lạnh lùng, lời lẽ thì đanh thép, hành động quyết đoán chém gục kẻ thù không một chút do dự, vốn là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Có lẽ sau 3 năm, Boruto đã hiểu được quy luật vận hành của nhẫn giới, nơi tình yêu thương trao đi thì chỉ nhận về thù hận mà thôi. Nếu đã không thể bảo vệ được những thứ quan trọng thì cũng chẳng cần tới cái thế giới này làm gì. Boruto hiện giờ đang đi vào vết xe đổ của chính Sasuke lúc trước, con đường dành cho một kẻ đã mất hết tất cả. Sự thay đổi trong tính cách của Boruto trong 2 chap gần đây có cái tốt, nhưng cũng có cái khiến cho người khác phải lo lắng cho cậu ta. Có thể Boruto đã trưởng thành hơn trước đây, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Boruto đã trở nên khép kín, lạnh lùng và muốn tự mình gánh vác hết tất cả mọi chuyện. Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Nhưng nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, khi ý chí cuối cùng cũng bị bẻ gãy, thì liệu rằng Boruto sẽ để cho cảm xúc chi phối, để con quỷ phẫn nộ chiếm lấy bản thân giống như Obito ngày xưa hay không? Có lẽ anh em đã quá nhàm chán với cái mô típ quen thuộc rằng chính nghĩa sẽ chiến thắng và quên mất rằng chính nghĩa chỉ nằm trong tay của kẻ mạnh mà thôi. Kẻ mạnh là kẻ viết lên lịch sử. Mà để đánh đổi lấy sức mạnh thì Boruto buộc phải trả những cái giá tương xứng. Như vậy thì mới không còn bị mang tiếng là búp bẩn như trước đây. Từ xưa đến nay trong nhẫn giới, nhiều kẻ đã trở nên tàn bạo vì tham vọng giống như là Madara. Nhưng nhiều người lại lựa chọn hắc hóa để bảo vệ bản thân và những người quan trọng. Và Boruto chính là vế sau. Trong 3 năm time skip, Boruto chắc chắn đã phải chịu rất nhiều đau đớn, khiến cho khuôn mặt không thể nào tươi cười như trước đây. Phần mới này, nhà xuất bản cũng đã chủ động loại bỏ đi yếu tố hài hước khỏi bộ truyện tranh. Điều đó có lẽ cũng là một động thái mới để có thể phù hợp hơn với tông màu đen tối của cốt truyện về sau. Nếu sau này Boruto trở thành một kẻ tàn nhẫn chỉ để bảo vệ những người quan trọng với mình, sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình thì sẽ như thế nào đấy? Chắc chắn sẽ là một bước ngoặt lớn của bộ truyện. Khả năng cao là nhờ có Yogan, Boruto đã thấy được tương lai bi thảm, nơi cả nhẫn giới bị hủy diệt và cậu ta chỉ biết bất lực đứng nhìn. Cậu không dám nói với bất kỳ ai những gì mình đã thấy, chọn cách tách mình ra khỏi mọi người để đảm bảo bọn họ được an toàn hết mức có thể. Boruto có lẽ cũng cảm thấy rằng cuộc chiến này nên là cuộc chiến của riêng mình, vì nhìn thấy gia đình, bạn bè, sư phụ phải hy sinh quá nhiều. Trong tiềm thức của Boruto, cậu ta đã nghĩ rằng gánh nặng của mình tốt hơn là không nên chia sẻ với bất kỳ ai. Và kể từ đó, Boruto bắt đầu để cho bản thân lún sâu vào tội lỗi. Chúng ta sẽ có được một bộ truyện phát triển theo góc nhìn của một Sasuke thế hệ mới, đen tối và nghiêm túc hơn rất nhiều phần 1. 3 năm sống xa nhà, sư phụ cũng chỉ đi cùng với Boruto được 1 năm, sau đó thì bật vô âm tính. Vậy gần như toàn bộ khoảng thời gian bị bỏ trống đó, chỉ có một mình Momoshiki là luôn kề cận bên cạnh Boruto. Không thể phủ nhận khả năng ngày nào Boruto cũng phải nghe tên người ngoài tinh kia lải nhải, khiến cho tâm trí của cậu dần bị tha hóa. Thậm chí là không còn muốn đưa thằng bạn thân Kawaki trở về với chính đạo như trước đây. Với Boruto, thứ nên được ưu tiên hiện giờ chính là dẹp bỏ mối nguy hại mang tên thập vĩ, vì có thể chính nó là kẻ đã gây nên thảm họa mà cậu đã thấy trong tương lai. Thành thật mà nói, điều đó không khó để xảy ra. Tương lai u tối đang càng ngày càng đến gần và Boruto có rất ít thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ. Boruto chỉ còn cách lựa chọn ích kỷ là tự cứu lấy bản thân và những người quan trọng với mình mà thôi. Ngay cả khi biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận đặt những người khác vào vòng nguy hiểm. Chính hình ảnh Konoha tan hoang trong chap 1 đã nói lên điều đó. Làng bị hủy diệt, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Đó chính là sai lầm của Boruto khi để quyền lực và sức mạnh được trao cho sai người. Ở đây chính là Kawaki và God. Ở đầu phim, Kawaki là một cậu trai trẻ khá tử tế, tuy hơi thô lỗ nhưng bản chất của cậu ta là người tốt. Tuy nhiên, những sự mặc cảm, tự ti và những nỗi bất an chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trong con người thật của Kawaki là một sự nóng nảy và hiếu thắng, luôn muốn giải quyết mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực. Sau khi sở hữu được siêu năng lực hùng mạnh từ Isshiki, Kawaki ngay lập tức trở mặt, tìm giết cho bằng được Boruto và quyết không để ai cản đường của mình. Nếu phải mất thời gian để chiến đấu với Kawaki mà để cho God chạy thoát, thì khả năng cao Boruto sẽ xuống tay với chính người bạn thân của mình để giải quyết mọi chuyện thật là nhanh gọn. Cậu chấp nhận hy sinh một người bạn, nhưng đổi lại có thể cứu được nhiều người hơn, bởi Boruto hiểu rõ sự nguy hiểm của thập vĩ to lớn đến mức nào. Boruto quan tâm sâu sắc đến gia đình của mình, sẵn sàng mạo hiểm và thậm chí là chiến đấu cho đến chết để bảo vệ họ. Cậu chẳng ngần ngại đe dọa để giết chết God khi hắn ta không có dấu hiệu muốn hợp tác. Vậy trường hợp tương tự cũng sẽ xảy đến với Kawaki.
sống nhiều năm cùng với một kẻ thao túng tâm lý giỏi như là Momoshiki. Giờ đây, Boruto đã có thể bị hắn ta tha hóa đến một mức độ nào đó. Tuy cậu vẫn giữ được mục đích tốt đẹp ban đầu của mình, nhưng cách làm sẽ không còn nhân từ như trước đây. Giết hoặc bị giết, đâm hoặc bị đâm, đó vốn là chân lý của ninja từ xưa đến nay. Và 3 năm là đã đủ cho Boruto nhận ra được sự tàn khốc của thế giới. Những cảm xúc và hành động của một thằng nhóc 16 tuổi không tránh được vài lần ngu muội. Nhưng nếu muốn đánh giá về một con người thì ta phải nhìn cả một quá trình. Để có một Boruto lạnh lùng tàn nhẫn như hiện tại thì 3 năm qua cậu ta chắc chắn đã phải trải qua quá nhiều mất mát mới có thể thành ra như vậy. Kể từ khi phát hiện ra tương lai không còn màu hồng nữa, Boruto dần đánh mất đi rất nhiều điều, đặc biệt là mất lòng tin, thứ giúp cho cậu ta cố gắng đến giờ phút này. Ta từng thấy Obito mất nửa người, không rõ sống chết nhưng vẫn luôn tươi cười, tin vào một tương lai tươi sáng được trở về làng với Rin, với Minato và đồng đội. Nhưng khi tương lai đó sụp đổ, mọi thứ đã khiến cho một thằng nhóc tốt bụng nhất cũng phải trở nên xấu xa. Vậy nên, Boruto cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự thì sao? Chỉ khác là cậu ta nhìn thấy tương lai và có cơ hội để thay đổi nó. Khi ấy, lòng tốt sẽ không còn tác dụng nữa, mà thứ Boruto cần chính là sức mạnh. Hết biến cố này đến biến cố khác xảy ra, báo thủ dần học được cái giá của sự lựa chọn sau cái chết của sư phụ mình. Học được sự lạnh lùng, và trên hết, còn học được cách bỏ qua cái chết của người khác để bước tiếp. Nhẫn giới cần cậu, mọi người trong Konoha cần cậu. Gánh nặng trên vai ngoài Boruto ra thì không ai có thể thay thế. Boruto buộc phải làm, buộc phải gạt đau thương và tội lỗi sang một bên để có thể tiếp tục chiến đấu. Cái gánh nặng trên vai là chính là động lực cuối cùng mà Boruto còn bấu víu. Có thể chúng ta sẽ được nhìn thấy một phản anh hùng lại trở thành men của một bộ shonen, và nó chính là sự khác biệt để tạo ra bước đột phá cho bộ truyện Boruto sau này. Không còn là một lối mòn cũ rích nữa, thay vào đó, ta sẽ được chứng kiến sự trưởng thành thông qua sự mất mát của một trong những đứa trẻ bị ghét nhất trong thế giới manga. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Boruto có bị hắc hóa trong những chap sau này hay không, hay chỉ đơn thuần là đi theo sự lựa chọn an toàn, dùng sức mạnh tình bạn để chiến thắng tất cả mọi thứ. Hành trình bỏ làng đi bụi của bố con đã bắt đầu, và 4 năm chính là khoảng thời gian đủ dài để báo thủ có thể trưởng thành hơn về cá tính lẫn sức mạnh. Tất nhiên, một trong những nguồn sức mạnh lớn nhất mà bố con cần tận dụng để có thể dùng trong những tình huống cấp bách chính là Momoshiki. Có thể không hoàn toàn trở thành người đồng chí như Naruto với Kurama, nhưng ít nhất giữa Boruto và Momoshiki sẽ xuất phát mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích. Mặc dù nói là cần giảng hòa được với Momoshiki để sử dụng sức mạnh tối đa từ Kama, tuy nhiên, làm thế nào để thuyết phục được một tên mỏ hổn như là hắn ta có thể quay đầu lại không hề đơn giản tí nào. Hiện giờ, Momoshiki vẫn lăm le chiếm lấy thân xác của bố con, chứ chưa hề từ bỏ mục tiêu. Vậy nên, để có thể bẻ gãy được ý chí của hắn ta, rõ ràng là bất khả thi. Cơ mà khi ngôn từ bất lực thì cũng chính là lúc bạo lực lên ngôi. Vẫn còn một cách để bố con có thể cưỡng chế con thú bên trong. Như chúng ta đã biết, Yogan được biết đến là một huyết kế giới hạn vô cùng đặc biệt. Bởi theo lời dự đoán của Toneri thì nó chứa đựng sức mạnh giải cứu thế giới. Con mắt đặc biệt này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ gia tộc nào và khác biệt hoàn toàn so với những con mắt còn lại. Bên cạnh việc chỉ xuất hiện ở một bên duy nhất, nó còn có thể giúp cho người sở hữu nhìn thấy được hắc khí, nhìn thấy được dòng chảy chakra, nhìn thấy điểm yếu của đối phương, cũng như là nhìn thấy thời không thuộc. Một điều vô cùng thú vị là cho đến nay chúng ta dường như chưa hề nhìn thấy được Yogan và ấn diệt thần Kama hoạt động cùng nhau. Trong khi ấn Kama hiện đang là nguồn sức mạnh xuất phát từ Momoshiki, thì Yogan lại là năng lực thiên bẩm, chính bản thân Boruto đã sở hữu được nó. Điều đáng nói ở đây là chúng ta biết rằng Boruto đang sở hữu Yogan bên mắt phải, nhưng khi cơ thể của báo thủ này bị chiếm giữ, cũng vẫn là con mắt bên phải đó lại bị biến đổi thành Byakugan, một trong những nhãn thuật đặc trưng cho gia tộc Otsutsuki. Với sự xuất hiện của cả hai đồng thuật đỉnh cao, Byakugan và Yogan trên cùng một con mắt, thì có vẻ như Momoshiki vẫn không thể nào sử dụng được Yogan khi còn đang ở bên trong cơ thể của Boruto. Vậy tại sao hắn ta lại không thể làm chủ được Yogan và cũng không nhận thấy được sức mạnh từ bên con mắt phải đó? Hay là vì Yogan chính là điểm yếu của gia tộc Otsutsuki? Hiện tại, Boruto đang có sức mạnh từ Kama và Yogan, chỉ là cậu chưa biết cách để sử dụng cả hai cùng một lúc mà thôi. Vậy nếu sau 4 năm time skip mà Boruto có thể kích hoạt được Yogan trong khi sử dụng được cả ấn diệt thần Kama, thì khả năng cao cậu sẽ tránh được sự xâm chiếm từ Momoshiki. Đây không phải là nói suông, vì trên thực tế thì Boruto đã làm được điều này trong cuộc chiến với Kawaki tại những trang truyện đầu tiên của chap 1. Và đó cũng chính là lúc mà chúng ta thấy rằng Bocon đã dùng tịnh nhãn kết hợp với Thathu Kama mà không hề bị Momoshiki kiểm soát. Nhưng rốt cuộc, làm thế nào mà Boruto lại thực hiện được điều này? Có lẽ chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa thì mới biết được. Tuy nhiên, từ các dữ liệu trên, chắc chắn có một điều rằng trong tương lai, cậu ấm nhà Uzumaki hoàn toàn có thể chiếm quyền kiểm soát đối với dân chơi mỏ hổn bên trong cơ thể của mình. Vậy còn về phía của Momoshiki thì sao? Hắn sẽ bị thuyết phục hay là quyết định tự giác bắt tay hợp tác với chủ thể của mình? Thật khó để Boruto tin tưởng một gã bạch tạng Otsutsuki trong tình cảnh éo le như hiện nay.
vì Momoshiki chính là kẻ trước đây từng ra tay hỗ trợ giúp cho Kawaki trốn thoát. Nói cách khác thì chính Momoshiki là kẻ gián tiếp gây ra toàn bộ rắc rối bây giờ. Cũng vì hắn mà Bocon đã đánh mất tất cả. Mối quan hệ fan with benefit một thời bây giờ đã tan vỡ. Đặc biệt là sau khi gã Bạch Tạng này bộc lộ rõ tham vọng thì sự rạn nứt giữa cả hai bên càng khó để có thể hàn gắn được. Nhưng giống như Naruto năm xưa, Bocon vẫn có thể vừa đấu tranh với những cảm xúc và những mâu thuẫn bên trong mình trước linh hồn thứ hai trong cơ thể. Đồng thời, cậu cũng vừa rèn luyện ý chí để có thể sử dụng được sức mạnh từ Momoshiki mà không cần hắn ta phải cho phép. Cuộc hành trình 4 năm của Boruto bây giờ không chỉ là sống để trở về rửa oan, mà còn là sự trưởng thành và phát triển sự đồng cảm với gã Otsutsuki đang tồn tại bên trong cơ thể mình. Có vẻ như là tình huống giữa Boruto và Momoshiki bây giờ được lấy cảm hứng từ chính Naruto và Kurama trước đây. Tuy vậy, câu chuyện của Boruto hiện tại lại tạo ra nhiều hướng thú vị hơn, khi nhiều fan luôn tò mò xem nước đi tiếp theo của tên người ngoài hành tinh vừa ngáo vừa nóng tính kia trước một đứa trẻ trâu chính hiệu sẽ là như thế nào. Nhưng khác với cụ vĩ sống trong hận thù nhiều năm, gia tộc Otsutsuki chỉ là những kẻ xâm lược đến từ ngoài hành tinh. Suốt hàng ngàn năm nay, chúng luôn lựa chọn đi theo con đường đầy nghiệp chướng. Đặc biệt, tên phản diện Momoshiki đã từng bị cho đăng xuất khỏi server sau khi bị ngũ đại Kage lẫn Babasuke và Bocon giả thẳng vào mồm. Mặc dù tham vọng vẫn còn, nhưng rõ ràng tiềm năng phục thiện của Momoshiki là có. Hắn giờ đây buộc phải phụ thuộc vào con trai của đệ thất để có thể sống sót. Boruto mà có mệnh hệ gì là hắn ta cũng hẹo theo luôn. Nên nếu bắt buộc khi gặp tình thế cấp bách thì chắc chắn hắn ta sẽ phải cứu cho bằng được vật chủ. Vì chí ít, hắn ta cũng cần phải sống thì mới mong có ngày chiếm được thân xác của chủ nhân chứ. Về cơ bản, bây giờ câu chuyện chỉ còn là khi nào Boruto có thể thuyết phục thành công Momoshiki mà thôi. Chắc chắn rằng nếu như từ bỏ làm phản diện, Momoshiki sẽ giúp ích rất nhiều cho Boruto. Ngay từ đầu, cơ thể của Boruto đã rất mạnh và còn được luyện tập thường xuyên. Nếu cộng thêm sức mạnh của Momoshiki, báo thủ hoàn toàn có khả năng chống lại Eda, God, Daemon hay thậm chí là những Otsutsuki khác sẽ xuất hiện trong tương lai, đơn cử như là Shippai. Thế hệ trước sau nhiều đợt nấp mạnh tay, giờ đây đã trở thành phế vật hoàn toàn. Vậy nên, bây giờ chính là cơ hội mong manh nhất để có thể giải cứu nhẫn giới chỉ bằng một cái gật đầu từ Momoshiki. Có lẽ sẽ có một bản giao kèo giữa cả hai bên để đổi lấy sự kết hợp sức mạnh, và đó cũng chính là chìa khóa giúp cho bộ truyện không đi vào ngõ cụt. Theo đó, Momoshiki có thể cấp thêm rất nhiều sức mạnh cho Boruto và giúp cậu điều chỉnh năng lực mới từ ấn diệt thần Kama của mình. Momoshiki cần Boruto để sống, còn Bocon thì cần sức mạnh lẫn kinh nghiệm chiến đấu từ gã kia như là tiền phí ở trọ trong cơ thể. Như vậy, cả hai người sẽ đều có lợi. Điều này sẽ cho ta thấy một mặt khác của Momoshiki. Hắn ta sẽ bớt ích kỷ hơn. Một Kurama phiên bản hai chân dành riêng cho Boruto. Thậm chí, nếu như lạc quan hơn, thì ta có thể xem đây chính là khởi đầu của một tình bạn đẹp. Mặc dù cả hai ông thần này vẫn chửi nhau chí chóe, một liên minh mới sẽ được khai sinh và Bocon chính là người thay cha gánh vác nền hòa bình cho nhẫn giới. Biết đâu, Momo lại mời thêm những người bạn từ ngoài hành tinh của mình sát cánh cùng với Konoha trong tương lai thì sao? Bên cạnh đó, sức mạnh mà Momoshiki đem lại cho Bocon mới là điều mà chúng ta cần chú ý nhất. Theo những gì chúng ta đã biết, Ấn Diệt Thần là đỉnh cao sức mạnh của dòng họ Otsutsuki. Nhìn chung, Kama có khả năng tăng tốc độ chữa lành vết thương cho vật chứa. Không chỉ vậy, nó còn giúp họ sở hữu những năng lực đặc biệt như là hấp thụ chakra cùng với các năng lực bá đạo khác mà chỉ bản thân Otsutsuki nguyên bản mới có được. Boruto sẽ có khả năng cường hóa cơ thể, siêu phản xạ, siêu tốc độ, siêu sức mạnh cùng với tuyệt kỹ độc quyền của Momoshiki là hấp thụ thần thuật rồi khuếch đại chúng trước khi giải phóng ra và trả đòn lại cho đối phương. Mặt khác, sức mạnh của Otsutsuki cũng giúp cho Boruto update những nhẫn thuật cơ bản mà cậu có, giúp cậu thi triển nhẫn thuật xịn hơn và mạnh hơn rất là nhiều. Điển hình trong số đó chính là Odama Rasengan. Trên thực tế, con trai Naruto đã học được Rasengan và sử dụng nó rất là thuần thục trong chiến đấu. Thế nhưng, trước những kẻ thù lớn như bây giờ, một hai quả Rasengan cơ bản chỉ đủ gãi ngứa mà thôi. Vậy nên, ta cần có một chiêu thức to hơn, mạnh hơn và đặc biệt là có thể thi triển nhiều lần mà không cạn chakra. Bản thân Boruto không thể nào sử dụng các dạng Odama Rasengan, lý do là vì chakra của cậu không nhiều bằng người cha của mình. Nhưng khi nắm quyền sở hữu sức mạnh của Momoshiki, Boruto có thể liên tục hấp thụ nhẫn thuật lẫn chakra để bổ sung cho bản thân. Những phiên bản siêu to khổng lồ của Rasengan là điều hết sức đơn giản. Thậm chí, cậu còn không lo cạn mana nhờ liên tục bổ sung chakra từ việc hấp thụ. Minh chứng là trong chap 65, chúng ta từng thấy Momoshiki khi ở trong cơ thể của Bocon đã thi triển một quả Rasengan to đến mức God cũng phải thốt lên rằng đó là sức mạnh hủy diệt nếu so với ấn Kama trước đây. Bên cạnh đó, Boruto đã cho ra lò hai phiên bản khác nhau của Rasengan. Trong đó là một tuyệt chiêu nén khối chakra thành nhỏ hơn để gia tăng cực hạn áp suất xung quanh, gây ra sát thương rất lớn. Đây được xem là một kỹ thuật cực kỳ nguy hiểm nếu như được sử dụng ở cự ly gần. Vậy nên, nếu có sự giúp sức từ Momoshiki thì sao? Kích thước, sức mạnh, lẫn độ tàn phá của chiêu thức này chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Ngoài việc giúp đỡ người đồng chí của mình sở hữu các năng lực Otsutsuki hay là nâng cao chakra,
thì một khi Momoshiki quay đầu, chắc chắn hắn ta sẽ truyền lại cho Bokon toàn bộ những kinh nghiệm chiến đấu mà hắn ta đã sở hữu được thông qua ấn Kama. Hiện giờ, cả hai sẽ chia sẻ suy nghĩ cho nhau, vậy nên cả hai có thể hợp tác trong chiến đấu, đưa ra những sự lựa chọn phù hợp nhất, đồng thời vào nhịp tốt hơn trong trận chiến. Nếu như Bokon làm chủ được ấn diệt thần của mình, thì khối lượng kiến thức mà một Otsutsuki tích lũy trong nhiều năm cũng sẽ được truyền qua cho cơ thể của Bokon, từ đó biến chiến đấu trở thành một phần trong bản năng. Điều mà báo thủ cần nhất bây giờ chính là những thông tin về thần thuật, nhất là hiện tại thần thuật vẫn rất là ít thông tin, ngay cả Amado có vẻ như là cũng không hiểu rõ được về khái niệm này. Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, nhờ có Momoshiki, Bokon hoàn toàn có thể tìm được cách khắc chế hoặc thậm chí là hóa giải được năng lực đang thao túng toàn bộ nhẫn giới. Một năng lực khác vô cùng hữu dụng, đặc biệt là khi đối đầu với những kẻ như là God, đó chính là nhẫn thuật không thời gian. Đây là một dạng sức mạnh cực kỳ hiếm thấy trên thế giới của Naruto và Boruto. Nhẫn thuật này giúp cho người sử dụng mở được một cánh cổng không gian để di chuyển tức thời tới một địa điểm khác, thậm chí là một chiều không gian khác. Obito, Hokage đệ tử Minato, hay cả Babasuke lẫn God đều là những bậc thầy trong việc sử dụng nhẫn thuật này. Thời không thuật vẫn luôn là một cái gì đó vô cùng bá đạo, công thủ toàn diện, rút lui hoặc là đột kích bất ngờ thì đều có thể làm được. Trước đây, hai ông cháu Bokon lẫn Kawaki phải kết hợp sức mạnh từ ấn Kama với nhau thì mới mở được cổng dịch chuyển. Tuy nhiên, sau 4 năm rèn luyện, nhờ sự giúp sức từ Momoshiki, khả năng cao, con trai của Naruto có thể tự mình sử dụng cái nhẫn thuật không thời gian mà không cần sự kết hợp với ai cả. Điều cuối cùng, việc Bokon cần toàn bộ sức mạnh đến từ Momoshiki là điều cực kỳ cần thiết để vượt qua được người cha và cả người thầy của mình. Với những lần tăng sức mạnh mà Boruto từng nhận được, đặc biệt là sau khi tái sinh và sở hữu ấn Kama tối thượng, cậu bắt buộc phải hoàn thiện bản thân để một mình có thể đứng trên con đường mới mà không cần sự giúp sức từ người khác. Ta đã quá nhàm chán với việc nếu Boruto không làm được thì sẽ có Naruto hoặc Sasuke chống lưng, con sai thì sẽ có bố sữa. Nhưng giờ đây, ta cần một thế hệ mới thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Đó cũng là lý do mà Time Skip xuất hiện. Các cụ có câu, con hơn cha là nhà có phúc. Cơ mà trong trường hợp này, chưa biết là phúc hay họa đâu nha. Hãy để tên của bộ truyện mang đúng ý nghĩa của nó, chứ đừng là một phiên bản mở rộng hơn của Naruto. Ta đã từng được nhìn thấy trạng thái vĩ thú ngầu đét khi Na Ngáo vừa mới thuần phục được Kurama, và chắc chắn người xem sẽ cực kỳ hào hứng nếu như Bokon cũng có một trạng thái tương tự như vậy. Otsutsuki hình chẳng hạn. Với hàng tá Death Flag đang cắm thẳng vào đầu của Babasuke, khả năng cao anh già hiện giờ đang lành ít dữ nhiều. Theo như những bằng chứng để lại, có lẽ chính cuộc chiến với God đã khiến cho sặc chột không còn đủ sức để huấn luyện cho Boruto. Nếu điều này xảy ra, Boruto sẽ rất cần một người đủ tài năng để có thể tiếp tục dìu dắt cậu trên con đường làm chủ sức mạnh của bản thân. Và người đó không ai khác chính là Kashin Koji. Ủa? Gì vậy? Nhưng tại sao lại là người đàn ông bí ẩn này? Và hắn ta sẽ dạy cho Boruto những gì? Như chúng ta đã biết, thì Kashin Koji được Amado tạo ra dựa trên công nghệ nhân bản vô tính với nguyên mẫu lấy từ người thầy đáng kính của Naruto, aka tiên nhân háo sắc Jiraiya. Ngay từ những ngày đầu tiên xuất hiện, nhân vật này đã tạo ra rất nhiều hứng thú cho người xem. Bởi việc mượn hình ảnh của vị Tam Ninh huyền thoại là một nước đi cực kỳ táo bạo. Không thể nào phủ nhận rằng có rất đông fan đồng ý với việc hồi sinh người thầy của Na Ngáo, bởi họ muốn có một cái kết đẹp cho người đàn ông lắm tài nhiều tật này. Tuy nhiên, đó cũng chính là áp lực, bởi như nếu sai một bước thì hình tượng Jiraiya sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng may mắn điều đó đã không xảy ra, chỉ ít thì chúng ta cũng không phải chứng kiến cảnh Jiraiya chết thêm lần nữa. Mục đích Amado tạo ra Kashin Koji nhằm ngăn cản Jiren lấy lại được sức mạnh và trồng thần thụ mới trên trái đất. Tuy nhiên, lão khổng già này không hề có ý định sẽ để cho Kashin Koji còn sống khi đối đầu với tên quái vật Otsutsuki kia. Thay vào đó, Amado chỉ đơn giản là muốn Koji có thể bào mòn hết sức lực của Isshiki càng nhiều càng tốt. Sau đó, Amado sẽ lợi dụng Konoha để dễ dàng loại bỏ đi cái gai trong mắt bấy lâu nay. Không phụ sự kỳ vọng đó, Kashin Koji đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí là còn trốn thoát thành công sau cuộc làm phản với Jiren, mặc dù cơ thể đã phải gánh chịu thương tổn cực kỳ nặng nề. Khả năng cao, Koji vẫn còn chưa chết mà ông ta đang ở dưới một sân nhằm chữa lành vết thương. Nhưng dù cho tình huống như thế nào, việc Kashin Koji vẫn còn sống khiến cho khả năng ông ta xuất hiện trở lại trong Boruto càng thêm nhiều phần chắc chắn. Xét trên khía cạnh cảm tính, ta đều biết rằng Jiraiya có một tình yêu mãnh liệt đối với Konoha. Điều này chính là chất xúc tác để Amado tạo ra Kashin Koji và để cho nhân bản này kế thừa hỏa chí của ông. Hiện giờ, Konoha đang gặp phải biến cố rất lớn và rất cần sự giúp đỡ. Nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Hơn nữa, khi chứng kiến phong cách chiến đấu của Koji, Naruto đã cảm thấy có điều gì đó vô cùng quen thuộc. Có lẽ anh Bảy đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó, nhưng không dám tin đó là sự thật. Nếu sau trận chiến này và Na Ngáo được thả ra, một cuộc tưng phùng giữa hai thầy trò sẽ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi người mà Naruto mong muốn được chứng kiến mình trưởng thành như hiện giờ, không ai khác chính là sư phụ của anh.
Việc tạo ra Kashin Koji từ tương đối sớm, lại mượn hình ảnh từ những giả huyền thoại mà tác giả lại bỏ quên thì quả thật là rất đáng tiếc. Đã đến lúc tác giả cần sâu chuỗi lại toàn bộ những diễn biến trong Boruto và đưa các nhân vật bị lãng quên trở về để làm rõ vai trò của họ trong tương lai. Điển hình chính là Kashin Koji. Có thể nói trong số những kẻ còn sống tính tới hiện nay, ngoại trừ Amadora thì chính Kashin Koji là người biết nhiều bí mật nhất về gia tộc Otsutsuki. Từng là một thành viên đầu não của Kara, Koji hiểu rất rõ về Isshiki. Kashin Koji đã dành một khoảng thời gian rất là dài để quan sát tên chùm của tổ chức. Đồng thời, ông cũng đã tìm hiểu rất kỹ về ấn diệt thần. Kashin Koji còn là người hiếm hoi biết được sự cộng hưởng giữa hai ấn diệt thần của Kawaki và Boruto. Với khối lượng kiến thức khổng lồ như vậy, rõ ràng Kashin Koji là người phù hợp nhất để giúp Boruto làm chủ được ấn Kama. Hiện giờ, Amado đã hoàn toàn theo phe Kawaki. Sasuke cũng không còn mắt để tiếp tục tìm hiểu về các tàn tích của Otsutsuki. Nếu Boruto muốn biết nhiều hơn về ấn Kama, thần thuật và cách đánh bại các Cyborg như là Eda, Daemon hay là God thì chọn bản sao của Jiraiya làm thầy chính là quyết định sáng suốt nhất. Từng là cộng sự của Amado, chính bản thân lão khổng già này lại tin rằng Koji chắc chắn sẽ chết khi đối đầu với Jiren. Vậy nên, có thể Amado đã chia sẻ tất cả những gì mình biết cho Koji để đổi lại sự trung thành và để đảm bảo kế hoạch ép Isshiki chuyển sinh thành công. Nếu như vậy, hiện giờ các thông tin về thần thuật, Cyborg hay là cặp chị em Cyborg từng thuộc về tổ chức, chắc chắn Koji cũng sẽ biết tất cả những thông tin về điểm mạnh, điểm yếu, cũng như năng lực chiến đấu và cách khắc chế bọn chúng chính là chìa khóa để có thể làm chủ được cuộc chiến sau này. Sau 3 năm phiêu bạt giang hồ rồi trở về làng, ngoài việc đánh thức được sức mạnh mới thì chắc chắn Boruto cũng đã cực kỳ tự tin về những thông tin mà mình có được. Nhìn cái cách nói chuyện ngạo mạn và cực kỳ bố đời của Boruto, ác hẳn cu cậu đã tính tới trường hợp phải cân 2, cân 3 khi trở về quê hương. Điều này có nghĩa rằng báo thủ ít nhiều cũng nắm rõ ưu nhược điểm của đám Cyborg nên mới có thể tự tin nhảy thẳng vào lòng địch như vậy. Bên cạnh những tin tình báo chất như nước cất, Kashin Koji còn là một bậc thầy trong việc đào tạo những shinobi trẻ. Nếu là một bản sao được kế thừa những gì tinh túy nhất của tiên nhân háo sắc, chắc chắn Kashin Koji sẽ biết cách làm như thế nào để giúp Boruto phát huy hết tối đa sức mạnh của mình. Jiraiya từng đào tạo cho cả Minato và Naruto, cả hai đều trở thành những Hokage mạnh mẽ bậc nhất trong lịch sử Konoha. Vậy thì Kashin Koji hoàn toàn có thể làm được điều tương tự đối với Boruto. Điều đầu tiên mà ông ta dạy cho Boruto chính là thuật triệu hồi, nhưng không phải là triệu hồi những linh thú thông thường, mà chỉ ít thì nó cũng phải là tam muội chân hỏa như hồi đối đầu với Jiren. Vì không phải là nhẫn thuật, lại có thể cháy được bất tận mà không tốn chất ra duy trì, nên nó sẽ là con bài tốt để chống lại các kẻ thù khác. Boruto cũng rất thần tượng Babasuke. Nếu như cô cậu có một chiêu thức để mô phỏng lại Amaterasu nhằm tri ân người thầy của mình thì sẽ rất là tuyệt vời. Hơn thế nữa, tam muội chân quả cũng là một cách khá hay để đối đầu với Daemon. Bởi nếu như đây là một ngọn lửa tự nhiên mà không phải đòn tấn công nhắm thẳng đến Daemon thì phản đòn sẽ không thể nào kích hoạt được. Có thể ngọn lửa này sẽ không phải là lựa chọn hay để chiến đấu, nhưng dùng nó để câu giờ thì không phải là tệ. Ngoài ra, nếu như học được thuật triệu hồi và đến được núi Mizuboku, chắc chắn Boruto cũng sẽ học được tiên thuật cốc. Như anh em đã nghi ngờ rằng, tầm này thì thần thuật có khi còn chả ăn ai, dăm ba cái tiên thuật bèo nhèo chỉ tốn thời gian học mà thôi. Cơ mà tiên thuật ngoài việc dùng để tấn công thì nó cũng khá hữu ích trong việc phòng thủ. Tốc độ, sức chịu đựng và khả năng phản xạ, nhận thức và sức bền, tất cả đều được nâng lên một tầm cao mới, hoàn toàn khác so với trước khi luyện tập. Chưa hết, tiên thuật còn gia tăng khả năng hấp thụ chất ra từ tự nhiên để bổ sung cho cơ thể khi chiến đấu. Đây sẽ là một nguồn sức mạnh hữu ích để có thể duy trì ấn diệt thần luôn luôn hoạt động mà không bị kiệt sức quá sớm. Bên cạnh đó, Boruto còn có một mối liên hệ tương đối thân thiết với lòng địa động. Giả sử báo thủ cũng đến đây và học thêm được tiên thuật rắn thì sao? Anh em nghĩ thế nào nếu việc kết hợp cả hai loại tiên thuật ba đạo nhất hiện nay, không ít thì nhiều, nó cũng sẽ cực kỳ hữu dụng trong những trận chiến về sau. Và điều mà nhiều anh em quan tâm nhất hiện giờ chính là Rasengan mới mà Boruto đã luyện tập được sau khi bị cả thế giới truy sát. Rasengan Uzuhiko, việc sub ra là loa toàn hoàng oa ngạn, một kỹ thuật mà Boruto sử dụng để có thể bước vào cuộc chiến với phản diện cộm cán nhất hiện giờ chính là God. Babasuke vốn không giỏi về nhân thuật này, Boruto trước đây cũng chỉ học nó qua loa, và người thường sử dụng Rasengan trở thành một quả siêu to khổng lồ, chủ yếu vẫn là Momoshiki. Điều này có nghĩa rằng kiến thức về chakra và ngũ hành nguyên tố của Boruto gần như là bằng không. Sẽ rất khó để một người như vậy có thể nâng cấp nó lên một dạng hoàn toàn mới. Vậy, người hiểu rõ nhất về Rasengan lúc này, ngoài anh Bảy và Konohamaru ra, thì chỉ có một mình Kashin Koji là đủ điều kiện để dạy được cho Boruto mà thôi. Mà nói thêm một chút về chiêu thức mới, chúng ta có thể thấy sau khi thi triển chiêu thức này, một luồng khí lập tức bao quanh báo thủ Boruto, và đặc biệt là éo thấy quả Rasengan kia đâu cả. Về mặt lý thuyết, đây có khả năng là một phiên bản nâng cấp mới của Rasengan. Nó vô hình như trước đây, và đó là lý do vì sao chúng ta éo nhìn thấy bất kỳ quả cầu năng lượng nào xuất hiện khi Boruto thi triển. Kashin Koji hiểu rõ rằng, nhãn thuật của Isshiki nếu như không thể nhìn thấy vật thể, thì năng lực thu nhỏ của nó coi như là vứt đi. Có lẽ sau khi biết được điều này, nên Boruto cố tình phát triển chiêu thức mới nhằm chống lại thằng bạn thân Kawaki.
Dù sao thì chuyến đi bụi này của Boruto chủ yếu là để đưa mọi thứ trở về quỹ đạo và hướng thằng bạn cũ Kawaki tới với chân thiện mỹ, quay đầu là bờ. Việc đánh nhau với Code suy ra cho cùng cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Nếu Rasengan đã vô hình mà lại còn được gia tăng kích thước thì đây hẳn là một pha hack game cực mạnh đến từ quý tử nhà Uzumaki. Tuy nhiên, nếu anh em nhìn kỹ thì luồng khí phát ra ban đầu tập trung ở tay, sau đó to dần và chuyển sang xoáy quanh người của Boruto. Điều này có nghĩa rằng điểm tập trung của chakra không còn là ở lòng bàn tay của Boruto, mà thay vào đó chính là cả cơ thể của cậu ta, bây giờ mới chính là tâm của Rasengan. Cách thức hoạt động của vòng xoáy này có thể giống như một lá chắn giúp ngăn chặn mọi sát thương nhắm đến cơ thể của Boruto, hoặc đơn giản là khiến cho đối thủ không thể nào chạm vào được người của Boruto, giống như cái cách mà Gojo bên Jujutsu Kaisen dùng với thuật thức vô hạn hạ của mình. Hiện giờ vẫn chưa rõ công dụng của chiêu thức mới, chúng ta cần chờ thêm một tháng nữa để biết rõ được liệu Rasengan Uzuhiko có thực sự là một bước tiến hay đây chỉ là một quả bom xịt đúng nghĩa của Boruto mà thôi. Từ nhẫn thuật đến thần thuật là một khoảng cách vô cùng lớn, và với lối xây dựng thế giới xoay quanh sức mạnh thần linh, tác giả đã đẩy Boruto vươn tầm vũ trụ trong cuộc chiến với đám người hành tinh Otsutsuki. Tuy nhiên, mới đây thôi thì báo thủ đã cho thấy một dạng sức mạnh mới của mình, không phải là thần thuật mà chỉ là nhẫn thuật được phát triển từ Rasengan, mang một cái tên khá ngầu, Rasengan Uzuhiko. Vậy, sức mạnh mà chiêu thức này đem lại là gì? Và liệu nó có phải là con bài tẩy của Boruto trong nửa sau của cuộc hành trình hay không? Không để fan phải chờ đợi quá lâu, ngay trong phần trở lại của Boruto, cậu cả nhà Uzumaki đã trình làng một nhẫn thuật hoàn toàn mới do chính bản thân mình phát triển trong time skip. Điều này khiến cho toàn bộ fandom vô cùng bất ngờ và phấn khích. Phong thái tự tin dùng nhẫn thuật mới để bước vào cuộc chiến sinh tử với kẻ thù ngay lập tức đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rã. Mọi người đều dự đoán rằng sức mạnh mới mà Rasengan Uzuhiko đem lại sẽ trở thành vũ khí chính về sau cho Boruto, giống như Naruto với Rasen Shuriken trước đây vậy. Ban đầu, nhiều người nhận định rằng Boruto chỉ có thể học thêm những thứ đã có sẵn, ví dụ như là tiên thuật. Đồng thời, cậu cũng cần biết cách để làm chủ những năng lực dị biệt như là Yogan hay là Kama. Không ngờ rằng màn thể hiện thành quả sau 3 năm lại là một dạng sức mạnh hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trước đây. Điều này đã mở ra rất nhiều hướng phát triển cho Boruto về sau. Nhưng rốt cuộc, Rasengan Uzuhiko là một nhẫn thuật như thế nào? Nhìn bề ngoài, không quá khó để chúng ta nhận ra nó cũng là một biến thể khác từ Rasengan. Code cũng ngay lập tức nhận ra sức mạnh này và cho rằng nó là một thứ cũ rích. Tuy nhiên, hắn ta chỉ lờ mờ đoán được đây là Rasengan, chứ chưa hề hiểu hết được sức mạnh của Uzuhiko. Thoạt nhìn qua, có vẻ như Boruto sẽ không tạo ra Rasengan hay cái gì hết. Hô tên chiêu thức xong, ta chỉ thấy một luồng gió xuất hiện bao quanh cơ thể Boruto. Chính điều này đã khiến nhiều anh em đã đặt ra giả thuyết rằng Uzuhiko có thể biến chính bản thân của Boruto trở thành trọng tâm của Rasengan. Hay nói dễ hiểu hơn thì toàn bộ cơ thể của báo thủ bây giờ đang luân chuyển chakra liên tục như một lớp rào chắn vô hình. Điều này khẳng định kỹ thuật khống chế chakra của Boruto bây giờ phải cực kỳ tốt thì mới làm được điều đó. Dự đoán theo nguyên lý hoạt động từ Rasengan, mỗi cú chạm của Boruto bây giờ đều sẽ mang sức công phá cực kỳ lớn. Đồng thời, nó cũng giống như một lớp bảo vệ để giảm thiểu tối đa sát thương nhận vào cơ thể. Nhưng đó mới chỉ là mức độ cơ bản, liệu có sức mạnh nào ẩn chứa đằng sau nó nữa hay không? Trên lý thuyết, chakra khi xuất ra khỏi cơ thể vẫn thường được tác giả thể hiện thông qua những nét vẽ mảnh. Có thể sẽ hơi khó nhìn, nhưng nó vẫn có hình dạng nhất định. Ví dụ như là Asuma khi bao bọc lấy vũ khí của mình bằng chakra, hay là những sợi dây điều khiển rối của Kankuro khi sử dụng khôi lũy thao thuật. Điều này có nghĩa rằng Uzuhiko chỉ là một dạng biến đổi chakra thuần túy, thì ít nhiều, nó cũng phải được tác giả thể hiện thông qua các dấu hiệu nào đó chứ. Đằng này, nó lại hoàn toàn vô hình, thay vào đó là những luồng gió liên tục thổi lên. Điều này chứng tỏ Boruto đã thêm chakra nguyên tố bí mật vào và biến đổi Rasengan thành hình dạng như bây giờ. Tuy nhiên, với lượng chakra vốn không được dồi dào như Naruto, đây hẳn phải là một chiêu thức đánh nhanh diệt gọn với sức công phá cực kỳ khủng khiếp sau khi giải phóng. Hoặc nó là một dạng sức mạnh duy trì không tốn quá nhiều mana. Vừa vào trận đã bật lên thì đó là điều bắt buộc, chứ không phải giống như sư phụ Babasuke, đánh được hai chiêu hết mana thì vứt. Uzuhiko vô hình hoàn toàn, đồng thời lại có gió nổi lên. Có vẻ như Boruto đã kết hợp cùng lúc hai nguyên tố tự nhiên là lôi và phong vào Rasengan của mình. Điều này đảm bảo được sự tàn hình tuyệt đối và lượng sát thương mạnh mẽ đầu ra. Cơ mà nếu có mỗi hai nguyên tố thì nó cũng chỉ được xếp vào dạng huyết kế giới hạn cơ bản của cơ bản. Quá bình thường và không có gì nổi trội. Điều này khiến tớ bắt đầu đặt giả thuyết rằng có khi nào có nhiều hơn hai nguyên tố đang nằm bên trong Rasengan Uzuhiko hay không? Và Boruto sẽ đưa nó trở thành huyết kế chọn lọc thứ hai sau trận độn của Tsuchikage. Huyết kế chọn lọc có vẻ như là không yêu cầu năng lực di truyền, bởi nó đã được Tsuchikage đệ nhị truyền lại cho đệ tam theo một cách nào đó. Điều này chứng tỏ rằng huyết kế chọn lọc có thể học được và cũng có thể tự tạo ra. Boruto cũng sở hữu tới 3 nguyên tố tự nhiên, bao gồm lôi, phong và thủy. Vậy là điều kiện cần có đã đủ. Uzuhiko sẽ mang sức mạnh hủy diệt
để có thể chấm dứt Code cho một đòn, đúng như những gì mà Boruto đã gáy trước đây. Trong quá khứ, Naruto từng làm điều tương tự khi kết hợp Rasen Shuriken với các huyết kế giới hạn từ vĩ thú. Đơn cử có thể kể đến như là dung độn La Toàn Hoàng Thủ Lý Kiếm, một sự kết hợp giữa Rasen Shuriken với dung độn của tứ vĩ. Điều này đã cho ra lò một nhẫn thuật bao gồm 3 nguyên tố, phong, hỏa và thổ, khiến Madara suýt đái ra máu và Naruto đã có thể dễ dàng đốn gục luôn cả thần thụ. Chưa hết, sự ra đời của Uzuhiko không chỉ giúp cho Boruto gia tăng sức sát thương mà nó có thể giúp cho cậu gia tăng tốc độ một cách đáng kể. Với hai nguyên tố phong và lôi đang luân chuyển xung quanh cơ thể, báo thủ có thêm khả năng bứt tốc đột phá giống như cái cách mà lôi giáp trên người các Raikage hoạt động. Hoặc tối thiểu, Rasengan Uzuhiko cũng giúp cho Boruto lạng lách đánh võng tốt hơn trong các trận chiến. Đồng thời, cậu cũng có thể truyền nhẫn thuật này vào thanh kiếm của mình và sử dụng nó cho phù hợp với tình hình hiện nay. Nói đến việc luân chuyển chakra quanh người thì truyền thống nhà Uzumaki không phải là chưa có tiền lệ. Để nhắc lại một chút cho những anh em nào chưa biết, trong phần movie tòa tháp bị đánh mất, khi hai cha con Minato kết hợp hai luồng xoáy Rasengan vào với nhau và sinh ra tuyệt kỹ huyền thoại Rasengan Taikyoku, sức công phá cực mạnh và vòng lốc xoáy bao quanh người dùng của nó có khả năng cản phá mọi đòn tấn công từ đối phương. Anh em có thể thấy cách mà nó hoạt động cũng tương tự như Uzuhiko hiện nay. Cơ mà để dùng được chiêu thức này là yêu cầu phải có sự kết hợp của hai nhẫn giả cực kỳ mạnh là đệ tứ và đệ thất. Trước đây, sự cộng hưởng sức mạnh kiểu này cũng đã từng được Jiraiya dạy riêng cho Naruto và Boruto trong Arc Du Hành Thời Gian. Kết quả mà nó đem lại đã khiến cho một tộc nhân Otsutsuki vô cùng mạnh mẽ là Urasiki phải ngậm chai đắng. Đây có thể là nguồn cảm hứng để tác giả phát triển ra một chiêu thức dành riêng cho Boruto, với ý nghĩa là sự kết hợp từ những thế hệ ưu tú trong nhà Uzumaki. Đặc biệt, trên những diễn đàn fan quốc tế, có nhiều người còn cho rằng nguồn cảm hứng để tạo ra Uzuhiko chính là một trong 3 vị thần trong văn hóa Nhật Bản, có tên là Shinnasuhiko. 3 đời nhà báo thủ này đều mang cho mình nguyên tố phong đặc trưng, nó tương đối hiếm với một ngôi làng nằm giữa hỏa quốc như là Konoha. Và đó cũng là lý do vì sao tác giả lại chọn phong thần Shinnasuhiko để làm nguồn cảm hứng cho Rasengan đời tiếp theo của nhà Uzumaki. Hơn hết, thần thuật đang được chú trọng và là tâm điểm của cả bộ truyện về sau. Vậy nên, nếu có thể phát triển một sức mạnh tương tự với thần thuật, thì việc lấy ý tưởng từ chính các vị thần là điều có thể xảy ra. Từ trước đến nay, hầu hết tên các vị thần đều được chọn để đặt cho các chiêu thức từ nhãn thuật Sharingan. Và nếu tuyệt kỹ mới của Boruto thực sự dựa trên sức mạnh từ phong thần, thì đây sẽ là một ngoại lệ cực kỳ đặc biệt. Trở lại với Boruto, việc sáng tạo một nhẫn thuật mới bao quanh cơ thể của mình vốn đã được nhiều anh em phát hiện ra rằng nó rất giống với một chiêu thức trước đây của Sasuke. Có thể anh già đã truyền nó lại cho đệ tử và nó chỉ khác mỗi nguyên tố cấu thành nên nhẫn thuật chứ chẳng có gì nhiều. Và chiêu thức mà Sasuke từng dùng đó chính là Chidori Narashi. Nếu nhìn sơ qua, cả hai chiêu thức này đều cho phép người sử dụng có thể giải phóng, biến đổi và bao bọc nhẫn thuật lấy cơ thể của mình, tạo thành một lớp giáp bảo vệ và có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc. Sở hữu nền tảng vượt trội cùng với việc đi bụi 3 năm với một ông thầy kiểm soát chakra như là Sasuke, thì anh em cũng đừng quá ngạc nhiên nếu sau này thấy Boruto có thể biến đổi Rasengan thành con rồng giống như là Kirin. Đây là một giả thuyết tương đối hợp lý vì Boruto có thể mượn ý tưởng bao quanh cơ thể từ chiêu thức cũ của sư phụ mình, nhưng đó chỉ là cách mô phỏng hoạt động của thuật. Còn sức mạnh và độ hiệu quả của nó đem lại chắc chắn phải vượt xa Chidori Narashi, bởi đối thủ của Boruto hiện giờ là bán thần và cả thập vĩ, chứ không còn là những bạc nhẫn hay là tội phạm thông thường như trước đây. Vậy nên, nếu sự tiến bộ chỉ dừng lại ở việc học những chiêu thức cũ của thế hệ trước, thì chắc chắn Boruto sẽ không thể nào đánh bại bất kỳ kẻ thù nào ở hiện nay, chứ đừng nói là giải cứu thế giới. Có thể trong quá trình luyện tập, Momoshiki đã can thiệp và giúp cho Boruto có thể hoàn thiện kỹ thuật Uzuhiko dựa trên những gì mà hắn ta biết về thần thuật của Shibai. Hoặc đơn giản là khoảng thời gian 3 năm vừa qua khiến một phần ký ức của Momoshiki đã đồng hóa với cơ thể vật chủ Boruto. Từ đó sinh ra những ý thức mơ hồ trong đầu của Boruto, khiến cậu vô thức tạo ra những thuật giống với thần thuật mà tên chùm khủng bố kia đã từng sử dụng. Dù là theo cách nào, những thuật mới của Boruto vẫn cực kỳ đáng mong chờ, đặc biệt là khi cậu quyết định dùng nó để đối đầu với tàn dư mạnh nhất của Kara hiện giờ là Code. Thái độ tự tin tuyệt đối càng khẳng định rằng Uzuhiko rất mạnh và nó xứng đáng với 3 năm luyện tập của Boruto. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng nếu như Boruto kiểm soát hoàn toàn được trạng thái Otsutsuki thì sẽ sở hữu sức mạnh của Momoshiki, kẻ đã trực tiếp trao ấn diệt thần cho cậu ta. Nhưng càng ngày, mọi thứ lại càng không giống với những gì mà chúng ta đã tưởng tượng. Và cho đến khi vị thần tối cao Shibai xuất hiện, ý nghĩa ban đầu kia đã hoàn toàn bị dập tắt. Hôm nay, xin mời anh em cùng với Ego Tuna đến với giả thuyết tẩm đá với tên gọi Shibai chuyển thế, Boruto là thân xác của vị thần tối cao. Mặc dù chỉ mới xuất hiện với thời lượng cực kỳ ngắn thông qua lời kể của một con người trái đất, thế nhưng điều đó vẫn không thể nào ngăn cản được tầm ảnh hưởng của một thực thể quyền năng như Shibai. Nhiều người chỉ cho rằng Shibai được thêm vào cốt truyện để tạo ra chiều sâu cho tộc nhân Otsutsuki, rằng bọn chúng có một mục tiêu để có thể phấn đấu,
Thay vì một đám vô công rỗi nghề chuyên đi phá hủy hết hành tinh này đến hành tinh khác, chỉ để mạnh lên mà không vì một cái gì cả. Tuy nhiên, ý nghĩa đằng sau cái tên Sibai còn nhiều hơn thế. Hắn ta đã trở thành niềm tin duy nhất của gã bác học điên Amado, kẻ duy nhất có thể giúp cho lão ta cải tử hoàn sinh, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Amado đang là cầu nối duy nhất giữa con người và Otsutsuki. Vậy nên, mọi hành động của lão ta cực kỳ đáng chú ý. Sức mạnh Otsutsuki chứa đựng hy vọng, chúng có thể biến điều không thể thành có thể, chẳng hạn như hồi sinh con gái Akebi của ta. Đó là điều mà Amado đã nói khi nhắc về vị thần Otsutsuki. Chưa hết, chính những năng lực bắt nguồn từ Sibai được gọi với cái tên là Shinjutsu đã trở thành chìa khóa đưa Boruto bước qua time skip với vô vàn biến cố. Thân thuật, Gamma, Yogan, Sharingan và vô vàn những năng lực ảo ma Canada khác nằm trong tay các thế lực hiện giờ đều ít nhiều có dính dáng đến vị thần tối cao này. Đặc biệt là năng lực toàn năng, thứ trực tiếp ảnh hưởng đến dòng thời gian của Boruto, cũng là một dạng sức mạnh được bắt nguồn từ Sibai. Thông qua những sự kiện này, tác giả đang gián tiếp giới thiệu về một kẻ siêu việt nhất trong gia tộc Otsutsuki, đồng thời dần khẳng định vai trò của Sibai là cực kỳ quan trọng, không thể nào bị thay thế. Tạo ra một nhân vật rồi mượn xác nhân vật khác để làm bàn đạp cho sự xuất hiện của hắn ta, ta đang được thấy một phiên bản cao cấp hơn của Hokage đệ nhất. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì trước đây trong Naruto, mộc độn là thứ được rất nhiều ninja ký vào cơ thể nhằm tái hiện lại một phần sức mạnh của Hokage đệ nhất, thì bây giờ trong Boruto cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Eida, Daemon đang là người tái hiện lại sức mạnh của Sibai. Và nếu như chúng ta có Hashirama tham chiến tại đại chiến nhẫn giới lần thứ tư với vai trò là khách mời, thì Sibai cũng hoàn toàn có thể xuất hiện trong tương lai với mục đích tương tự. Sự xuất hiện của hắn ta có thể khiến cho bộ truyện rẽ sang một chiều hướng mới. Nếu Sibai là đồng minh, thì hắn sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào sự thăng tiến vượt bậc của Boruto. Còn nếu như hắn ta trở thành phản diện, thì đây là kẻ thù mạnh mẽ nhất mà toàn bộ nhẫn giới phải đối đầu từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ. Việc Sibai bay màu đã xảy ra cách đây rất lâu, thậm chí đối với tộc nhân Otsutsuki như là Momoshiki cũng rất mơ hồ về sự tồn tại của hắn ta. Vậy nên, cách để hắn trở lại cũng mơ hồ không kém. Chưa rõ là Sibai bị giết chết hay là do hắn ta chủ động từ bỏ thân xác của mình nhằm tiếp tục tiến hóa cao hơn. Tuy nhiên, việc đó đã để sót rất nhiều năng lực ở lại nhân gian, chứng tỏ hắn ta biết cách để đưa bản thân mình trở về nếu như muốn. Theo tớ, nếu như thần thuật tiếp tục được khám phá thêm và tập hợp lại cùng một chỗ duy nhất, khi đó, những mảnh sức mạnh của Sibai sẽ trở thành cầu nối để ông ta có thể giáng lâm. Cách này hoàn toàn tương tự với phương pháp hồi sinh thập vĩ bằng cách thu thập chính vị thú, đó cũng chính là nguồn sức mạnh của thập vĩ. Con thú mạnh nhất sẽ được khai sinh, nhưng thập vĩ phải có ngoại đạo ma tượng làm vật chứa, đồng thời cần có cửu long ấn chú để có thể hấp thụ sức mạnh của các vị thú khác. Vậy còn Sibai sẽ làm cách nào để đáp ứng được hai điều kiện trên? Nhìn lại dàn thế hệ mới hiện giờ, anh em sẽ phát hiện ra một điều rất là đáng chú ý. Đúng vậy, đó chính là báo thủ Boruto, và cậu cũng chính là câu trả lời cho sự hồi sinh của Sibai. Để chứng minh cho luận điểm này, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu về chính hình dạng khi biến hình của Boruto nha. Đầu tiên là chiếc sừng trên đầu của Boruto trong trạng thái Otsutsuki. Nó không hề giống với Momoshiki, và bằng một cách nào đó thì nó lại rất giống với Sibai ở dạng chưa hoàn thiện. Nếu như bị dính ấn Kama, rõ ràng Boruto phải có cặp sừng bò giống hệt với Momoshiki mới phải chứ. Cứ nhìn sang thằng hàng xóm Kawaki là biết, sừng của nó giống hệt như Isiki. Một điều khác nữa, đó là kể từ khi Kawaki chưa hề hoàn chỉnh dạng Otsutsuki cho đến khi cậu ta chính thức làm chủ sức mạnh mới, Kawaki đã sử dụng được gần như toàn bộ sức mạnh của Isiki, không thiếu một chiêu thức nào. Còn với Boruto thì lại một trời một vực. Mặc dù Boruto đã tải xong gần như toàn bộ 100% dữ liệu, nhưng lại éo thể hiện được bất kỳ sức mạnh nào từ Momoshiki, ngoại trừ cái năng lực nhìn thấy tương lai gần. Mọi nghi vấn lúc này đổ dồn về một hướng. Theo như Amado thì Sibai có khả năng tái sinh nhiều lần. Vậy liệu Boruto có phải là một phiên bản tái sinh của Sibai hay không? Hay nói đúng hơn là cơ thể của Boruto đã được chọn làm vật chứa để cho vị thần kia tái sinh thêm một lần nữa, chứ không phải là Momoshiki. Có thể chính Yogan là dấu hiệu của người được chọn. Và nên nhớ rằng Boruto sở hữu Yogan trước cả khi Momoshiki đặt ấn Kama lên người của Boruto. Khả năng cao Sibai đã chọn báo thủ làm vật chứa trước, còn Momoshiki chỉ là kẻ chậm chân và đến sau thì phải lau nước mắt. Mọi chuyện có thể hiểu là ban đầu Boruto được chọn làm vật chủ để chuyển kiếp cho Sibai, nhưng chưa thể nào kích hoạt được toàn bộ sức mạnh ngoài trừ con mắt tình nhãn Yogan. Quá trình này có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng trùng hợp thấy thanh niên Momoshiki lại nhập thể và vô tình xả gen Otsutsuki ra. Và cứ mỗi lần như vậy, Boruto lại càng tiến gần hơn đến dạng hoàn chỉnh của Sibai. Nhưng đó chỉ mới là vấn đề về thể xác. Vậy còn làm thế nào để thu thập những thần thuật khác? Thật trùng hợp rằng con mắt Yogan đến giờ vẫn chưa thể hiện được toàn bộ sức mạnh của mình. Và có vẻ như là năng lực đang ẩn giấu của nó chính là chìa khóa để tước đoạt thần thuật từ những kẻ khác mà cậu ta đánh bại. Momoshiki vô tình bị Boruto hạ gục nên năng lực của hắn ta đã bị Yogan hấp thụ. Đó là lý do vì sao Boruto dùng được dự đoán tương lai của Momoshiki. Và cũng chỉ có năng lực này mới là thần thuật, nên chỉ có nó mới bị hấp thụ bởi Boruto. Nên vì thế mà báo thủ không thể nào dùng thêm các kỹ thuật khác mà Momoshiki đang sở hữu. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu như Boruto tiếp tục hạ gục những kẻ nắm giữ thần thuật về sau. Như vậy, cậu cũng sẽ vô tình thu thập đủ những mảnh sức mạnh rơi vãi của Sibai.
Nhưng tại sao ta lại khẳng định rằng Yogan là sức mạnh của Sibai? Để chứng minh cho điều này, chúng ta hãy tiếp tục quan sát con mắt của Eda. Sharingan thấu thị tương lai trong trời đất được xem là một nhãn thuật của Sibai. Vậy con mắt còn lại là cái nào? Chúng ta hãy quay về với Boruto, người đang được cho là sở hữu linh hồn của Sibai. Nếu điều này là đúng, tình nhãn Yogan chính là mảnh ghép mà chúng ta cần tìm. Yogan không giống với bất kỳ nhãn thuật nào từng xuất hiện trước đây. Đặc biệt, nó còn chỉ xuất hiện duy nhất bên con mắt phải của Boruto. Sẽ không có gì đáng nói nếu Sharingan được Eda sở hữu luôn hiện lên ở bên mắt trái của cô. Và khi cả hai con mắt này gộp lại, chúng ta sẽ có một đôi mắt của thần linh. Con mắt của Eda mang hình dáng trăng khuyết, còn của Boruto là hình dáng trăng tròn. Đây là một lời ngầm khẳng định rằng chúng ít nhiều cũng có liên quan đến nhau. Việc kích hoạt cả hai nhãn thuật này đều khiến cho mắt của người dùng chuyển sang màu đen, càng khẳng định điều trên. Tình nhãn Yogan là ngôi sao của hy vọng. Có thể Sibai sẽ tiết lộ cho Boruto biết cách để thay đổi vận mệnh đen tối mà Momoshiki đã dự báo từ trước. Nhưng tại sao lại là Boruto được chọn? Và có phải vô tình cậu ta có được Yogan? Câu trả lời tất nhiên là không. Và người tìm được năng lực của Sibai thực chất chính là Toneri. Việc hắn sống ở ngoài vũ trụ sẽ làm tăng thêm khả năng tiếp cận được với thần thuật và gia tộc Otsutsuki. Nhờ vậy, hắn ta đã tìm ra những thông tin bí mật về Sibai khi hắn bắt cóc Hinata và có ý định cưới cô ở trên mặt trăng. Hắn ta đã giở trò gì đó lên cơ thể của công chúa Bạch Nhãn nhằm giúp đứa con sau này của hắn ta có thể sở hữu năng lực vượt trội từ Sibai. Chỉ là không ngờ rằng Toneri đã bị đánh bại và đứa con được sinh ra lại là con trai của Naruto. Sự chuẩn bị trước của hắn ta coi như là đổ sông đổ bể, và Boruto vô tình sở hữu Yogan chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn của Toneri. Đó là lý do vì sao hắn ta biết rất rõ về con mắt đó. Đồng thời, Urasiki khi đến viếng thăm Toneri đã hỏi hắn một câu đầy ẩn ý rằng có phải Toneri đã làm gì đó với đứa con trai của Hinata hay không? Không phải ngẫu nhiên mà sừng của Boruto chỉ mọc ở bên có Yogan. Tình nhãn khiến cho Boruto mất tất cả, nhưng nó cũng là chìa khóa giúp cho cậu cứu cả thế giới. Giờ đây, nhẫn giới đang đứng trước nguy cơ bị cuốn vào đại chiến thế giới ninja lần 5. Đối đầu với Sibai, vị thần khởi nguyên đang dần lấy lại tất cả sức mạnh của mình. Mọi thứ đang từ từ liên kết với nhau hơn, và sự xuất hiện của Sibai chính là chất xúc tác để làm được điều đó. Kể từ khi xuất hiện từ cuối phần Naruto đến giờ, cái tên Otsutsuki đã để lại tương đối rất nhiều ác cảm cho loài người. Đám quái vật này hiện lên là một nhóm ưa bạo lực, hành động vô cùng tàn bạo, tìm diệt tất cả các hành tinh để tìm kiếm nguồn sức mạnh thần linh. Nếu không nhầm thì từ trước đến giờ chưa có một tộc nhân Otsutsuki nào ở phe chính diện cả. Không tính Otsutsuki lai với con người nha. Vậy rốt cuộc, Sibai có phải là trường hợp ngoại lệ, hay ông ta sẽ quay xe để trở thành chùm cuối và Boruto phải đối đầu với ông ta? Liệu có hay không tồn tại một Otsutsuki lương thiện? Trên đây là giả thuyết Boruto chính là cơ thể tái sinh của Sibai. Nếu có ý kiến nào khác, anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Eagle Tuna và Weebu Funny. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.